nhiều khán giả có lẽ là hơi thắc mắc một chút hoặc là anh an anh nghĩ rằng là cái câu này thì anh an cũng sẽ hơi thỉnh thoảng cũng sẽ hơi gợn cảm thấy hơi gợn ở trong lòng đó là có khi nào mà bình an nghĩ rằng khán giả khi mà nhớ tới bình an thì sẽ nhớ tới một vài cái bộ phim trước đó khi mà khán giả hay comment là bình an diễn hơi đơ này hay là bình hoa di động này anh có liệu khi nào thấy lăn tăn ở trong lòng vì những cái bình luận đó không lăn tăn thì tất nhiên là sẽ lăn tăn nhưng mà mình là một người có năng lượng tích cực khi mà mình nhìn nhận về một vấn đề mình sẽ phải xem cái vấn đề đấy xuất phát từ đâu công nhận là mình là một người uh, diễn khả năng diễn của mình chưa tốt nhưng mà mình luôn luôn cố gắng và mình luôn luôn cải thiện và mọi người nói mình diễn đơ hay là diễn nhạt thì mình thấy rằng là đấy là hình như là cái mặc định của khán giả dành cho bình an uh, bởi những vai diễn trước kia khi mà uh, bình an có những vai diễn mà cảm giác là mình đơ thật mình nhạt thật Hồi mới đầu chị Được hồi mới đầu ừ. khi mà mới vào nghề nhưng mà những vai diễn gần đây từ phim yêu hơn cả bầu trời cho đến mặt nạ gương và phim ga hạnh phúc mình cảm thấy rằng là mình mình đã có những cái thay đổi và và không còn đơ và không còn nhạt nữa nhưng mà các có, có một cái cảm giác đây là khán giả vẫn đang mặc định là khi mà nghe đến tên Bình An là mọi người sẽ thấy rằng là à, à anh chàng này diễn đơ anh chàng này diễn nhạt nhưng mà không sao đấy là những cái mà Uh, mình đã từng trải qua nó rồi mình cảm giác là mình sẽ không bị nhụt chí bởi những lời nói như vậy nữa ừ. và thay vào đó là đấy là những cái lời nói khiến cho mình có nhiều uh, gọi là động lực hơn. động lực hơn để mình có thể hoàn thiện tốt những cái vai diễn tiếp theo của mình